Vâng, xin chào anh em. Đây mình làm cái video hướng dẫn anh em cách tải và giải nén cái file xử lý của đài Kia đấy, trắng màn hình của Kia đây và Serato và Zio và Morning đấy. Mình không muốn tải trên cái này, mình đăng trên tải vào cốc cốc đi, tải vào chôm đi. Đây, tải vào chôm. Ra nó đây. Đây, khi mình có link là mình dán vào, mình tiếp tục tôi đã hiểu và đọc này. Ok, đây là cái file của nó, mình tải xuống đi, 92 MB, anh em cứ tải thôi. Đây nó sẽ tải về, mình bắt đầu đi. Anh em cắm thẻ nhớ vào đầu đọc kẻ và cắm sẵn vào máy tính nhé. Con này chạy trên thẻ nhớ, không 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 đọc được bằng USB nha anh em nhé. Đây, thì là trước khi cắm vào máy tính thì anh em format cái thẻ nhớ trước cũng được, hoặc không không format cũng được. Đấy, nhưng mà khuyên cáo anh em nên format, tại vì nó chỉ đọc được cái file bát 32 thôi. Đây, khi mình tải được cái thư mục này về, mình ấn chuột phải này, ấn chuột phải chọn open đi, không thì chúng ta kích đúp chuột cũng được. Đấy, chọn open đi để nó lên cái cửa sổ giải nén này. Khi giờ lên cửa sổ giải nén, anh em chúng ta quan tâm đến cái extractor này, rồi đấy. Chúng ta sẽ đưa đến cái USB, à, cái gì nhỉ, cái thẻ nhớ SD đấy. SD chúng ta đặt tên là gì thì chúng ta nhớ, chúng ta tích chuột phải vào nhá. Chúng cứ tích chuột phải và nó sẽ sổ ra một cái cửa sổ, chúng ta chọn format. Ở đây thể hiện dòng đầu tiên này, thể hiện cái dung lượng USB, dung lượng cái thẻ nhớ. Thứ hai là chúng ta chọn cái part 32 nhé anh em, nếu mà nó cái định dạng khác này, nó sẽ không hiểu được đâu. Chúng ta chọn part 32 đi, và cái chỗ này thì chúng ta chọn vào default, nghĩa là mặc định đi. Còn đây tên thì chúng ta tùy theo đặt tên là gì, đặt mình đây là nó là cái phần mềm của Kia cho nên là xử lý DVD của Kia cho nên mình đặt nó tên là gì này, ấn start thôi, hỏi lại để xác nhận mình ok đi. À, khi đã format thành công rồi chúng ta ok và close lại. Tiếp tục đến đây chúng ta ấn luôn ok nhé anh em nhé. Ấn luôn ok là nó sẽ tự giải nén vào USB luôn. Chúng ta không cần phải copy và chúng ta không bị lỗi. Trong quá trình copy nó hay bị lỗi. Đấy, cho nên là tránh tình trạng nó bị lỗi file giải nén, chúng ta giải trực tiếp vào trong USB luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái file như thế này. Mấy thư mục này đấy. Nếu nó hỏi như này mình chọn là yết yết tuốt nhé, yết tuôn tất cả này đấy. Cho nó copy hết vào đấy. Khi copy hết vào giải nén xong như này, chúng ta rút USB ra, chúng ta cắm lên xe thôi. Ok, vậy khi xong rồi chúng ta chờ nó tầm độ mấy giây, chúng ta sẽ rút USB ra cắm trên xe thôi.